Bon Bon TV. Vào thời tiền sử, có một sự kiện ghi lại rằng búp bê Squid cấu kết với người ngoài, đem mầm bệnh về làm hại tộc nhân của bộ lạc. Sau đó bị phát hiện, tộc trưởng trong lúc tức giận đã sai người đem cô nhốt vào hang động lớn cùng mầm bệnh tai ương đó dưới gốc cây cổ thụ trong một khu rừng rậm rạp, rồi phong ấn lại bởi một tảng đá khổng lồ với lời nguyền vạn năm. Mọi người nhanh lên nào. Khoan đã, trong bản đồ có một đường duy nhất mà phía trước chúng ta lại có ba đường là sao? Cứ thẳng tiến về phía trước, thế nào cũng tìm được kho báu. Còn ngốc này, phải đi về bên trái chứ. Úi dồi ôi, chỉ dẫn đi về bên phải to lù lù như này mà không thấy. Thẳng chứ, đi thẳng. Bên trái, bên phải, bỏ ra, đưa đây. Không biết xem thì đưa đây. Không đưa. Ui da, bọn ngốc này. Ờ, cái gì thế này? Ở đây sao lại có hang động to thế nhỉ? Chúng mày lại đây xem đi, có khi nào kho báu ở chính trong hang động này không? Wow, hang động to thật đấy. Ura, chúng ta sắp thành tỷ phú rồi. Tiền thật nhiều trong túi, tiền thật nhiều trong ví. Có tiền thật thích mà. Ôi tiền, tất cả là của ta. Thành tỷ phú rồi, đã quá. Kinh quá, sao lại là nước tương tỏi ớt chứ? Tụt cả cảm xúc. Chúng ta vào trong đấy ngay bây giờ chứ. Zombie! Chạy mau! Sao lại có zombie xuất hiện ở đây thế này? Cút mau! Đừng đuổi theo bọn ta! Nhanh lên nào! Mau chuồn thôi. Nghĩ tí đã, mà chết mất. Ôi trời đất ơi, con zombie chạy nhanh dữ thần. Tao có cách này. Lại đây. Cách gì thế? Bây giờ chúng ta thế này. Ừ, có vẻ được đó. Ừ, sau đó chúng ta, theo tao nghĩ thì sẽ như này. Amanda, mày thấy có hợp lý không? À, con cứu tao với. Ôi không, thằng chắc kia bị cắn rồi. Nó đang bị biến thành zombie kìa. Chạy mau. Trốn vào đây mới được. Liệu có sao không nhỉ? Thôi kệ đi, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Thông minh thế mà cũng nghĩ ra được. Để xem con zombie kia có tìm thấy mình kiểu gì. Mình đàn cứu. Thằng chất kia này ăn gì mà chạy nhanh thế? Hả? Chúng là đồ ngốc mà. Ui da, đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười mà. Alo tiến sĩ ạ. Tiến sĩ, có chuyện rồi, có zombie xuất hiện sao? Đáng sợ vậy cơ à? Yên tâm, ta đã có cách. Hãy chết, nước này không uống được, vớ vẩn là biến thành con zombie nữa bây giờ, biết chưa hả? Thôi ông tìm cách cứu mọi người đi. Đúng rồi, trong cuốn sổ zombie có một cách. Để ta mau biến hình. Quá được luôn. Chúng có khác gì con dở hơn không hả ông tiến sĩ? Bậy nào. Phải làm thế bọn zombie mới sợ, hiểu chưa? Trang bị đầy đủ rồi, xông lên nào chiến binh Amanda. Dừng lại. Ta chính là chiến binh Amanda huyền thoại. Trật tự đi. Lại đi nào lũ zombie ngốc nghếch. Giảo thần trưởng,
hãy gọi ta là cô gái vàng trong làng dệt Gumby. Giỏi thì lên đây. Thế này là thế nào? Không! Tiến sĩ, may mà ta tới kịp nha. Ôi, mọi người tỉnh lại rồi. Nhộm chứ kì, các cậu đây rồi. Yeah! Đúng là tuổi trẻ, thật vui tươi hồn nhiên biết bao. Mình các cậu trở lại. Mình làm sao thế này? Amanda, cậu làm sao thế? Tỉnh lại mau Amanda. Con. Đúng là ngủ như lợn mà. Thôi chúng ta đi tìm kho báu đi. Tìm kho báu hả? À, cái đồ xấu xa kia. Ai cho các cậu phá vỡ chiếc cầu của tớ? Linh Trang, Amanda sôi động. Bon Bon, mọt sách. Hoàng, soái ca. Chucky, năng động. Harley Quinn và các diễn viên khác. Mình dừng lại đây chút đã. Đại ca, nhìn kia. Buồn ngủ quá. Chúng ta đến đó xem đi. Đi thôi. Mở kiểu gì đây? Không mở ra được. Sao mà mở được đây chứ? Hey you. Hả? Mở được rồi. Sao? Sao không có gì hết? Nope. Ôi trời ơi, đây rồi. Nhiều đồ ăn quá. Jackie à, Jackie, lại đây. Nhiều đồ ăn quá. Chúng ta ngồi đây ăn luôn đi. Hai, ngon quá, no quá. Ta cũng no quá. Của ta, cái này của ta. Ta có một ý tưởng. Và rồi, hai kẻ trộm thu hết tất cả vỏ bánh kẹo, trải khắp đường đi, dẫn đến một người vô tội đang nằm ngủ ven đường. Liệu Amanda có bắt nhầm người vô tội không? Chúng ta hãy cùng đón xem nhé. Yeah. Giật cả mình. Mình phải đi về thôi. Hả? Gì thế này? Sao lại có nhiều vỏ bánh ở đây thế nhỉ? Chắc kì, chúng ta lấy chiếc xe kia thôi. Đi, đi thôi. Nhanh, nhanh lên. Đi nhanh thôi. Tên kia, đứng lên ngay. À, có chuyện gì vậy? Đau, đau, đau. Người đi ra đây, đã ăn hết bánh của ta còn vất vả đầy đường. À, em biết gì đâu, tự nhiên chị bắt em thế. À, đau. What? Cái xe đâu rồi? Cái xe đâu rồi? Em không biết, không phải em. Rõ ràng cái xe vừa mới ở đây. Có phải người đã ăn trộm xe của ta không? Người đứng lên ngồi xuống cho ta. Nhanh lên, em làm đây. Ôi, mệt quá, không chịu được nữa rồi. Ôi trời ơi, ôi. Đi về đâu? Ôi, không phải em lấy thật mà. Amanda, Amanda, nhìn kìa, chiếc xe. Chị đợi đấy, chờ đã, em có ý này, chị lại đây. Ừ, ừ, ok. Chị qua bên kia chờ sẵn, em đến chỗ bọn chúng. Ok, ok, hiểu rồi. Ôi da. Đứng im, người đã bị bắt rồi. Ờ, có chuyện gì thế? Dám ăn hết bánh của ta, lại còn chậm xe của ta, cả tên kia nữa. Đi vào đây, tất cả là tại các ngươi. Hai người đứng lên, ngồi xuống cho ta, nhanh lên. Nhanh lên. Vào trong đi, ngươi cũng vào đi. Anh Khỉ, cảm ơn anh nhé. Ờ, vâng ạ, tạm biệt. Tạm biệt. Gì đây, lệnh truy nã à? Anh Khỉ, lại đây tôi bảo, là anh đúng không? Hả? Chết rồi, chuẩn nhanh thôi. Và thế là Amanda đã bắt được kẻ trộm bánh trộm xe và tên tội phạm đang bị truy. Mua bánh đi, bánh mì đi. Cô chú mua diêm đi. Ai mua diêm đi? Cảm ơn, cảm ơn. Cho tôi một hộp đi. Cảm ơn chú.
cảm ơn. Bà bán được nhiều thế, tôi mới bán được có vài cái bánh thôi à. Con trai, lên thu tiền cho bố. Con không làm đâu. Không được biết gì cả. Chào anh Jackie. Chào anh Jackie ạ. Đến ngày rồi, nộp tiền đi. Tiền của tôi đây. Có bằng này thôi á. Ôi, lần sau tự giác nộp, đừng để tôi phải nhắc. Lão khỉ, tiền đâu? Tôi chưa bán được đồng nào. Hay anh cầm tạm cái bánh đi. Bánh à? Không nộp tiền à? Chết này, chết này. Bố à, bố đừng đánh nữa. Im ngay, ra xe đợi. Ông bà ơi. Đây là... Cháu xin lỗi vì những việc bố cháu đã làm. Thôi cậu cầm đi, tôi không dám nhận đâu. Cháu đi đây. Này, ông bố độc ác thế mà cậu con trai tốt bụng quá. Bố, con về rồi. Con đi đâu về? Con đau bụng quá nên con đi ra kia. Đi về nhanh thôi. Vâng ạ. Sủa lắm thế, điếc cả tai. Cho mày cái xúc xích này, đừng giận bố tao nữa nha. Ngoan, ngoan, ngoan nào. Chắc khi, đi về thôi. Bố uống nước đi. Ok. Vào đi. Cậu ơi, tôi đến nộp tiền tháng này. Tốt đấy, tháng sau cậu bớt chút cho tôi được không? Good. Vâng vâng. Cất đi cho bố. Ông ơi, ông ơi, ông cầm lấy. Cảm ơn cháu, cảm ơn. Bố, ai cho phép con lấy tiền cho lão ta? Không làm được việc gì nên hồn, còn lấy tiền của tao đi cho. Tao phải giải lên mày. Suốt ngày đi đánh người, giờ còn đánh cả con à. Em dạy lại con của em đi. Con có sao không? Con đi theo bố đi. Bực cả mình, không coi mình ra gì cả. Ôi trời ơi, đi đứng thế này à. Mày cứ chờ đấy. Dừng lại ngay. Có dừng lại không? Ôi, ôi. À. Ây, chân mình bị kẹt rồi. Bố, bố không sao chứ? Để con kéo bố ra. Ôi, đau quá. Bố ở đây, để con đi tìm người tới giúp. Cứu với. Help! Giúp tôi với, giúp tôi. No! Ở đằng kia, ông giúp bố cháu với. Để ta. Hi-ya, hi-ya. What's in there, boys? Tôi xin lỗi. Có ai giúp cháu với? hay là mình quay lại giúp anh ta đi. Jackie, đứng lên đi, để chúng tôi giúp một tay. Hi-ya, hi-ya. Được rồi. Bố, để con đỡ bố. Ôi mày quá. Hôm nay ông bán được không? Tôi chưa bán được cái gì hết. Chưa đến hạn mà. Sao anh ta lại đến đây? Ông nói đi. Bà nói đi. Không không, tôi chỉ có bằng này thôi. Ông cất tiền đi. Anh làm gì thế? Tôi xin lỗi mọi người. Tôi xin mọi người tha thứ cho mọi lỗi lầm của tôi. Đứng lên đi. Đưa cho bố. Đây là tiền của mọi người. Mọi người cầm đi. Mong mọi người tha lỗi cho bố cháu. Anh làm tốt lắm. Chúng tôi tha lỗi cho anh. Cảm ơn mọi người. Lucky. Ngoan lắm. Đi với tao nào. Bố ơi, con nuôi nó nha. Ừ. Về nhà thôi con. Nó sẽ là thành viên mới của gia đình ta.
Đứng lại, đứng lại. Ôi giời ơi, đứng lại ngay. Phải chạy nhanh trước khi hắn ta đuổi kịp mới được. Đứng lại, chạy không thoát đâu. Cứ đợi đấy. Ôi, hắn ta không đuổi kịp rồi. Bội thu rồi. Ôi, nằm yên đó. Ở đây, ở đây. Đưa lên xe đi. Come on, vào trong đi. Đây là tang vật vụ án. Ok, không có gì, anh cầm lấy hộp quà này. Ồ, cảm ơn. Cho tôi gửi lời sinh nhật tới cháu nhé. Được rồi, bye bye. Đi cẩn thận đấy. Thôi nào con trai. Mẹ ơi, bố khi nào mới về à? Con chờ thêm chút nữa đi, bố sẽ về bây giờ. Bố về đây rồi con trai. À, bố về rồi. Con trai, bố có món quà cho con đây. Con cảm ơn bố. Được rồi, hai bố con ngồi xuống đi. Lại đi con. Happy birthday to you. Nào, cùng thổi nến nào. Ăn đi em, ăn đi con. Con thấy khó chịu quá. What? Chắc kia, con làm sao vậy? Con khó chịu quá. Con làm sao thế này? Anh, mau đưa con đi cấp cứu thôi. Được rồi, em cho con bám vào cổ anh đi. Anh ơi, nhanh lên. Cứu tụi với. Cứu. À, cháy. Cứu tụi với. Cháy. Không được rồi, mình phải cứu người gấp. Anh ơi, nhanh lên đi anh. Con mình. À, cứu tôi. Chồng ơi, anh làm gì đấy? Nhanh đưa con đi cấp cứu đi. Em đỡ con hộ anh lát. Anh sẽ quay lại ngay. Kìa anh. Này, đợi tôi một chút. À, nóng quá, nóng quá. Đây rồi. À! It's okay. Anh có sao không? Thế nào rồi? Anh vẫn ổn chứ? Taxi, taxi. Anh không sao là tốt rồi. Thôi chết, vợ và con trai của tôi. Hả? Đồ mất rồi. Lên xe đi, tôi chở tới bệnh viện. Nhanh lên. Vợ ơi, chắc kỳ con của mẹ. Chắc kỳ ơi, bố đây. Bố, con không sao rồi anh à, con đỡ nhiều rồi. Bố ơi, bố đây chắc kỳ, bố đỡ con dậy nha. Anh ở đây với chắc kỳ nha, em chạy ra ngoài. Chắc kỳ, bố có món quà này tặng con. Con cảm ơn bố. Alo, vâng, tôi nghe. Bố. Được rồi, chuyện đó cứ để tôi giải quyết. Tôi biết mà. Tôi biết rồi. Được rồi, tôi đã nắm rõ. Không sao con à? Dạ vâng mẹ. Bố xong việc rồi đây. Hai mẹ con nói chuyện gì đó. La 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 la. Ôi. Cẩn thận. Anh không sao chứ? Lần sau cẩn thận một chút. À, tôi không sao, cảm ơn nha. Bóng. Bóng. Ai, đây rồi. Chucky, con ơi, cẩn thận. Ôi, chuyện gì thế? Chucky. Không được. Mẹ, mẹ sao không? Em có sao không? Anh tránh ra đi. Con đưa mẹ đi dạo nhé. Sao thế con? Dạ không có gì mẹ. Không biết khi nào mẹ con Jackie mới tha thứ cho mình đây. À, cẩn thận. Cứu, cứu tôi. Tránh ra. Ôi không. À, kìa anh có sao không? Bố ơi, bố sao không bố? Bố tỉnh rồi mẹ ơi. Bố tỉnh rồi. Bố xin lỗi hai mẹ con. La la la, thời tiết hôm nay thật là đẹp. Nhất định không để bị bắt được. À, ui. Đồ xui xẻo. Ui da, đau quá. Hả, ba lô này của ai nhỉ? Ơ kìa, bạn gì ơi, bạn quên ba lô này. Bắt được tên trộm rồi. Đứng lại, người đã bị bắt. Ơ, à,
anh cảnh sát. Em có làm gì đâu. Không nói nhiều, đi lên xe đi. Xin anh thả em ra. Thả em ra đi. Báo cáo, đã bắt được tên trộm. Tôi sẽ về ngay. Đi ra. Anh ơi, thả cho em đi. Thả ra. Mang cho em quá, em vô tội. Trời ạ, đúng là họa vô đơn chí. Nhìn cái gì, thích chết không? Đại ca, anh thấy dễ chịu không ạ? Mày có đi không thì bảo, nhanh. Chú khỉ tội nghiệp đáng thương bị tên kinh công hung dữ bắt nạt, mà cảnh sát chắc kia lại hoàn toàn không hề hay biết. Phần của em này, em cảm ơn. Vừa đây, tất cả đồ ăn trong phòng này là của tao, nghe chưa? Phần của mày đây. Mình không thể ở đây mãi được. Phải tìm cách thoát ra khỏi đây. Đúng rồi, mình có cách rồi. Vậy, nhanh lên. Đau quá, đại ca. Mày đó, cắm bếp xếp nghe chưa? Dạ, em biết rồi. Trời ơi, mình không thể bao che cho hắn được. Hắn là tên tội phạm nguy hiểm, phải báo cảnh sát chắc kia mới được. Nè, anh ơi, kinh công vượt ngục rồi ạ. Cái gì? Kinh công vượt ngục, từ bao giờ? Alo, báo động, tù nhân vượt ngục. Help me. Mình có nên đi ra không nhỉ? Thôi kệ, cứ ra xem sao. Hả? Giật cả mình. Đi thôi. Hắn chỉ lên quanh đây thôi, phải chia nhau đi tìm. Hả? Cảnh sát, đứng lại. Kinh công, ngươi đừng hòng chạy thoát. Còn lâu mới bắt được ta. Đứng lại. Thôi xong. Bắt được rồi. Ui da, thả tao ra. Đồ con khỉ. Bỏ tay ra. Các người chết hết đi. Khỉ, lần này được công lớn. Anh ơi, em bị oan thật mà. Alo, cái gì, bắt nhầm ư? Đúng vậy, tên Sương mới là kẻ trộm. Đúng rồi, đây là tên trộm ba lô nè. Xin lỗi bạn nhé, đã nghi oan cho bạn rồi. Không có gì đâu. Tạm biệt, em về đây. Con trai ở nhà ngoan nhé. Em ở nhà nhé. Tạm biệt anh. Tạm biệt, anh đi đây. Giang, được rồi, chuồn thôi. Còn ngoan nhé. Hả? Anh là ai? Cướp, cướp, cướp. Cứu tôi với. Cướp. Trả lại đây, trả đây. Bỏ ra, bỏ ra. Trả cho tôi. Tránh ra. Trời ơi, con chó này. Nè, trả mày. Đau quá, bụng của tôi. Lucky, mày sao thế? Bỏ tao ra. Amanda ở nhà có chuyện rồi ư? Đau, đau quá. Lên xe đi Lucky, chúng ta phải nhanh lên. Amanda, Amanda, em sao rồi? Đi viện nhanh lên. Bác sĩ, vợ tôi sao rồi? Đau quá. Mệnh ra ngoài để chúng tôi làm việc, không biết cô ấy sao rồi nữa, lo quá. Chúc mừng anh chị, vào đây, là một bé trai kháo khỉnh đáng yêu. Để anh bế con chút nào. Bé con của ba, để bà bế. Lại ông đi qua, lại bà đi lại. Ôi anh ơi, cho em xin đồng ăn cơm đi. Không không, không có tiền. Này. Ôi, tiền. Anh ăn đi, chắc đói lắm hả? Ăn từ từ thôi nhé. Cảm ơn, cảm ơn. Mình xin nha. Cướp, đứng lại, đứng lại. Liều liều, đố người bắt được ta. Ui da. Đứng lại, cướp, trả cho tôi. Hả, vỡ hết rồi.
Lại đây, lại đây. Của anh đây. Ôi cảm ơn, cảm ơn rất nhiều. Đi, đi. Tôi bàn giao tên cướp này cho các đồng chí. Vâng. Cảm ơn đồng chí, chúng tôi đi nhé. Đi đi, nhanh lên. Tù nhân mới à, đưa vào đi. Vào trong đi. Thả ta ra, thả ta ra. Em bé của mẹ đáng yêu quá, yêu quá đi. Amanda nhìn nè, anh mang trứng cho em nè. Con trai của bà ngoan nhé. Một thời gian sau. Này tên kia, đi ra đi. Ra đi, anh được tự do rồi. Cố gắng làm người tốt nhé. À, vâng, cảm ơn anh, cảm ơn. Ta được tự do rồi, tuyệt lắm. Yeah, tự do muôn năm, tự do rồi. À, chính là tên cảnh sát kia đã tống mình vào tù. Mình phải trả thù. Ôi, đến giờ anh phải đi rồi. Em bế con nhé, tạm biệt em, anh đi đây. Tạm biệt anh. Thoải mái không đại ca? Ừ, được lắm. Hey, ta cần các ngươi làm giúp ta chuyện này. Nói đi. Đây là tiền công, thủ tiêu cho ta tên cảnh sát này. Ok. Nè anh bạn, anh không sao chứ? Này này, tỉnh lại đi. Back up, heads up. Chào hai mẹ con, anh về rồi đây. Ba về rồi đây, con trai của ba. La 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 la. Ui da. Chết rồi, không kịp nữa rồi, chạy nhanh thôi. Ui cái đầu của tôi. Hả? Ôi. Hả? Cái gì đây nhỉ? À, cảnh sát. Đứng im, anh đã bị bắt. Giơ tay lên. Giơ tay lên. Trời ơi, toàn là tiền. Anh chị nghe em giải thích. À, chết em rồi, lộ hết rồi. Ôi. Quỳ xuống, quỳ xuống. Vâng vâng, em quỳ đây, các anh bình tĩnh. Quỳ xuống. Bố ơi, đầu con ngứa quá. Đưa đây, bố xem nào. Bố, có cảnh sát kìa bố. Cứu tôi, help me, cứu tôi. Anh ta bị sao thế nhỉ? Nè bố, bố nhìn nè. Tôi vô tội, làm ơn hãy giúp tôi. Không thể để ai thi chị oan ức như thế được. Chúng ta phải đi cứu thôi, đi. À, bánh ngon quá, mình phải ăn luôn cho nóng. Anh cảnh sát ơi. À, giật cả mình. Em cầu xin anh bắt em đi, cho em vào tù đi. Mày dở hơi à, đi ngay, đi chỗ khác chơi. Làm sao bây giờ, tức quá. À ha. Ông ngong ngong. Không sao, ăn đi, chỉ một cái thôi nhé. Ờ, hết rồi. Đừng ăn mà, anh cậu xin đó. Ôi khỉ ơi, anh cậu xin đó, đừng ăn bánh của anh mà. Anh Quang xin chú, đừng ăn bánh của anh. À, đã bảo là đừng ăn được cơ mà. Amanda, chúng ta đi tuần thôi. Vâng, chúng ta đi thôi. Mình sẽ giả vờ bắt cóc Amanda để bị tống vào tù. Cô nhìn xem, con đường phía trước rất lớn. Hả? Anh khỉ, cứu tôi. Bỏ súng xuống. Đừng bắn, tôi sẽ bỏ súng xuống. Bỏ xuống ngay, đừng bắn cô ấy. Quỳ xuống. Mày, lấy bộ đàm gọi ngay đồng bọn đến đây. Vâng vâng, đừng manh động, tôi gọi luôn. Thông báo khẩn, có một tên cướp bắt giữ Amanda, yêu cầu hỗ trợ ngay lập tức. Tôi bắt tôi đi, bắt tôi đi, tôi đầu hàng. Anh ta bị làm sao vậy? Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. tung đi bạn ơi. Đấy, tôi được một điểm. Đến lượt bạn, vào đi. Đừng có mang giỡn trò. Yeah, chúng ta thành công rồi. Ôi, khỉ bố, khỉ con. IT. IT yên tâm, chúng tôi vào đây để cứu bạn ra ngoài. Cứ tin tưởng bố con tôi. Hai người lùi lại, để ta. Ôi bố, bố có sao không? Khỉ bố, không sao chứ. Bố để con có cách này. Được rồi, chúng ta thoát rồi. Chờ chút đã,
Có anh bạn xương ở trong kia kìa. Let's go, let's go. Chúng ta đi thôi. Ê, dừng lại, đứng im, không cho bắn, lùi lại, nhanh lên. Ờ, mọi người đâu hết rồi, đâu hết rồi. Quay lại đây, còn gì trong người bỏ ra, nhanh lên. Không không, em có giấu gì trong người đâu. Đi vào trong, nhanh lên. Chị ơi, đằng kia vẫn còn mấy người kìa. Mấy người kia, giơ tay lên. Ôi ôi, đừng bắn, bọn em giơ tay lên rồi đây. Vào trong hết đi. Một thời gian sau. Vào trong đi. Ai là IT đi ra ngoài cửa? Ờ, chuyện gì thế? Là tôi là IT. Chúng tôi đã tìm ra kẻ trộm thật sự. Là người kia ư? Chúng tôi vô cùng xin lỗi anh IT. Từ bây giờ anh tự do rồi. Tôi tự do rồi. IT được thả rồi, mình về thôi bố. Mẹ lại trong này đi. Về thôi con trai. Hả? Chuyện gì thế này? Mở cửa ra. Chúng tôi cứu IT mà. Thả ra.